chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 2 của trang web olm.vn dựa theo bộ sách cánh diều. Chúng mình đã biết các số có 3 chữ số cũng như cách so sánh chúng rồi. Trong những bài tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con cách thực hiện phép tính với các số có 3 chữ số. Và bài đầu tiên, ta sẽ cùng tìm hiểu về phép cộng không nhớ trong phạm vi 1.000. Trước tiên, ta sẽ ôn tập lại về cách cộng nhẩm các số trong phạm vi 10 và cộng nhẩm các số tròn trục thông qua bài tập sau. Như vậy, chúng mình đã nhớ được cách nhẩm rồi. Cách nhẩm này sẽ giúp các con có thể thực hiện phép cộng không nhớ một cách dễ dàng hơn. Đầu tiên, chúng mình hãy cùng xem bức tranh dưới đây. Ở đây có hai bạn đang nói về việc ủng hộ sách. Bạn nam nói rằng khối lớp 1 ủng hộ được 243 quyển sách. Còn bạn nữ nói rằng khối lớp 2 ủng hộ được 325 quyển sách. Vậy bây giờ nếu như cô muốn tìm xem cả hai khối 1 và khối 2 ủng hộ được tất cả bao nhiêu quyển sách thì ta sẽ phải thực hiện phép tính gì? Đúng là như vậy, ta sẽ phải thực hiện phép tính cộng 243 với 325. Thực hiện phép cộng này như thế nào thì các con hãy cùng quan sát. Đầu tiên ta sẽ đặt tính như sau. Các con viết số 243 trước. Sau đó viết số 325. Chú ý rằng các chữ số ở cùng một hàng sẽ phải thẳng cột với nhau, nghĩa là chữ số 5 phải thẳng cột với chữ số 3, chữ số 2 thẳng cột với chữ số 4 và chữ số 3 này thì phải thẳng cột với chữ số 2. Đây là nguyên tắc mà các con luôn luôn phải nhớ và làm đúng trước khi đặt tính. Trong khi đặt tính các phép tính. Sau khi đã viết hai số rồi thì chúng mình sẽ viết dấu cộng và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Sau đó ta sẽ cộng lần lượt từ phải qua trái. 3 cộng 5 bằng 8, viết 8. Đây chính là hàng đơn vị. 4 cộng 2 bằng 6, viết 6. Đây là hàng chục. Và 2 cộng 3 bằng 5 viết 5, đây là hàng trăm. Như vậy các con đã đặt tính và tìm được kết quả của phép cộng này là 568. Chúng mình đã nhớ các thao tác chưa? Cô nhắc lại, ta sẽ viết hai số sao cho các chữ số ở cùng một hàng sẽ phải thẳng cột với nhau, sau đó viết dấu cộng và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng, rồi cộng lần lượt từ phải qua trái. Kết quả tìm được là 568 đó là cách các con sẽ đặt tính để tìm kết quả của phép cộng hai số có ba chữ số bây giờ cô cho mình sẽ cùng thực hành bằng việc làm các bài tập sau bài đầu tiên các con hãy tính các phép cộng dưới đây cô khen các con ở đây người ta đã đặt tính cho mình rồi các con chỉ cần tính thôi ta sẽ tính lần lượt từ phải qua trái 3 cộng 2 bằng 5 viết 5. 2 cộng 2 bằng 4 viết 4. 6 cộng 3 bằng 9 viết 9. Vậy kết quả ở đây sẽ là 945. Hay ở phép cộng thứ 2, 9 cộng 0 sẽ bằng 9. 5 cộng 0 bằng 5 và 7 cộng 2 thì bằng 9. Như vậy kết quả là 959. Ở bài thứ hai các con hãy đặt tính rồi tính cô có phép cộng 153 với 426 và 666 với 300. Ta sẽ đặt tính rồi tính như thế nào? Rất chính xác. Với phép tính đầu tiên, các con viết số 153 trước, sau đó viết số 426 sao cho các chữ số ở cùng một hàng phải thẳng cột với nhau. Tới đây ta viết dấu cộng và dấu gạch ngang rồi cộng lần lượt từ phải qua trái. 3 cộng 6 bằng 9 viết 9, 5 cộng 2 bằng 7 viết 7, 1 cộng 4 bằng 5 viết 5. Và ở phép tính thứ hai cũng hoàn toàn giống như vậy. 6 cộng 0 bằng 6 viết 6, 6 cộng 0 bằng 6 viết 6, 6 cộng 3 bằng 9 viết 9. Đó là hai ví dụ về cách đặt tính dưới tính. Như vậy các con đã quen với thao tác thực hiện phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 rồi. Chúng mình sẽ dựa vào cách cộng nhẩm các số trong phạm vi 10. Bài thứ 3, lớp 2A và 2B cùng sưu tầm các bức ảnh về động vật trong sách Đỏ Việt Nam. Lớp 2A sưu tầm được 145 bức ảnh, lớp 2B sưu tầm được 154 bức ảnh. Hỏi cả hai lớp sưu tầm được bao nhiêu bức ảnh? Ở đây để tìm được số bức ảnh mà cả hai lớp sưu tầm được, rõ ràng các con sẽ phải thực hiện phép tính. Đúng rồi, đó là phép tính cộng. Ta sẽ phải lấy 145 cộng với 154. Dựa vào gợi ý này, các con hãy đưa ra lời giải của bài toán. Chính xác. Ta sẽ trả lời như sau. Cả hai lớp sưu tầm được số bức ảnh là phép tính ở đây là 145 cộng với 154, kết quả là 299 bức ảnh. Ta sẽ đáp số 299 bức ảnh. Ở đây cô giới thiệu thêm cho các con, sách đỏ là danh sách các loài động vật thực vật thuộc loại quý hiếm, đang bị giảm sút số lượng hoặc có nguy cơ bị tuyệt chủng. Cô lấy ví dụ về một vài loài động vật có tên trong sách đỏ Việt Nam, ví dụ như đây chính là vọc xám, hay là sói đỏ, đây là mèo ri, đây là báo hoa mai, hay đây là vạc hoa, vân vân. Còn rất nhiều loài động vật có tên trong sách đỏ Việt Nam. Chính vì thế, các con phải có ý thức để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm. Vậy là ở bài ngày hôm nay, các con đã biết cách đặt tính để tìm kết quả của phép cộng hai số có 3 chữ số. Sau khi xem xong bài giảng, chúng mình hãy làm phần luyện tập để có thể củng cố kiến thức. Cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.